Vào ngày 15 tháng 5 năm 2021, tạp chí Bunsun đã đưa tin rằng cựu thành viên NMB48 Watanabe Miyuki hiện đang hẹn hò cùng với Hanamura Sota, thành viên của nhóm nhạc nam Daisu trực thuộc Avex. Được biết, cả hai đã hẹn hò với nhau từ hai năm trước và chuyển đến sống chung cùng nhau vào một năm trước trong một căn hộ ở Shibuya, Tokyo.